Thưa quý vị, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, sáng nay tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp các cán bộ cao cấp, tướng lĩnh quân đội, công an đã nghỉ hưu tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và vui mừng thông tin đến các cán bộ cao cấp nghỉ hưu và các tướng lĩnh những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2022. Chủ tịch nước khẳng định đây là một năm khó khăn và đầy thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước bằng những chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, kinh tế xã hội đất nước đã có bước phục hồi và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, GDP đạt 8,02%, có 59 trên 63 tỉnh vượt mức tăng trưởng. Trong đó, riêng Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng cao hơn trước khi xảy ra đại dịch. Trên cơ sở nền tảng này, Chủ tịch nước đề nghị các địa phương cần quán triệt tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua các thách thức trong nước và thế giới, thực hiện quyết liệt các biện pháp ngay từ đầu, nỗ lực đạt nhiều thành tựu hơn trong năm 2023. Sản xuất vẫn là quan trọng, quyết định sự phát triển, giải quyết việc làm, từ sản xuất công nghiệp đến nông nghiệp. Bên cạnh đó, chúng ta đẩy mạnh các cái dịch vụ, vân vân. Trong đó đặc biệt là đối với miền Trung, đối với 4 tỉnh chúng ta thì vấn đề dịch vụ du lịch và các dịch vụ phục vụ cho phát triển rất quan trọng. Ngay từ đầu năm nên có một kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể hơn nữa, để sát đúng hơn nữa, điều chỉnh chính sách, phản ứng chính sách kịp thời hơn nữa để mà đoàn kết phát triển, đi sâu hơn nữa những vấn đề vướng mắc hiện nay để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, tạo môi trường đầu tư trong phát triển. Ngày mai điểm lại một số dấu ấn nổi bật mà thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế đạt được trong năm 2022, Chủ tịch nước đề nghị 4 địa phương cần khai thác thế mạnh, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng trong khu vực cũng như cả nước. Mình có truyền thống trong kháng chiến anh hùng, trong giải phóng đất nước, thì truyền thống phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm để bằng chị bằng anh ở các khu vực khác cũng rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta tự hào về mảnh đất anh hùng này trong kháng chiến, nhưng đồng thời chúng ta phải tự hào hơn nữa trong sự phát triển để xứng danh là cái cực tăng trưởng của Việt Nam chúng ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân những đóng góp cống hiến thời gian qua, đồng thời thăm hỏi tặng quà và chúc các cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu luôn dồi dào sức khỏe, đón một năm mới 2023 và Tết cổ truyền của dân tộc an khang thịnh vượng và nhiều niềm vui. Bằng tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, tiếp tục có những đóng góp vì sự phát triển của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.